Xin chào toàn thể các anh chị em đã trở lại với kênh Đức Duy Sellers có địa chỉ là 106 Còn Cầu Giấy, Hà Nội, và em Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại Sonomoto HHD CL2. Hôm nay em về một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium, cao cấp nhất của phiên bản Mazda 6 rồi. Chiếc xe được sản xuất là năm 2019 anh chị nhá. Một chủ từ đầu, xe chạy được 2 vạn, rất là mới luôn, vì em đã spa làm đẹp cho anh chị rồi, thì em sẽ giới thiệu luôn đến cho anh chị nhá. Đối với sơn zin của xe thì là còn khoảng hơn 90%, về thì bên em chỉ có tỉa lại một chút phần góc ba đợt sốc nó bị xước thôi, còn đâu tất cả mọi thứ đều là sơn zin toàn bộ anh chị nhá. Hệ thống đèn thì được trang bị cũng đèn bi full led này, có cả về giải led giải đèn led ban ngày này, cảm biến trước sau đầy đủ này đó, cũng như là mặt ca lăng thì người chủ đã dán phản quang, anh chị cũng thích có thể bóc ra rất là như mới luôn. Bên trong là mặt viền mạ chrome hết rồi anh chị nhá. Vành thì đối với phiên bản 2.5 Premium thì là màu xám phay đây, màu xám phay này rất là đẹp luôn, không xước một quả lá răng nào cả đó. Lốp thì cũng khá là dày nhá anh chị nhá. Đây màu trắng thì anh chị có thể thấy được là cái nền của chiếc xe nó rất là đều đúng không ạ. Đây chủ người ta cũng rất là giữ gìn và chăm sóc spa làm đẹp của chiếc xe rất là cẩn thận và ok luôn. Mở cửa một chạm này đó, xe đầy đủ 2 chìa khóa anh chị nhá. Về phần cụm đèn hậu của chiếc xe thì cũng rất là đẹp luôn, tất cả đều là full led này, phiên bản 2.5 này. Premium thì được trang bị cả về tất cả vận mạ viền, ví dụ như đây mạ viền mạ chrome nhá, phần bên trong từ tay nắm cửa này, rồi cũng như là về phần lên xuống kính, tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị, tất cả đều là full mạ chrome hết, cả kể là những cái nút lên xuống ghế tất cả đều là full chrome đấy. Khoang cốp của chiếc Mazda 6 này cũng khá là rộng rãi đúng không ạ, tất cả đều là full nỉ này. Lốp dự phòng phía dưới đây, nhận lên cho anh chị xem đây, lốp dự phòng đây. Lốp dự phòng này thì người chủ người ta đã cũng đã hạ xuống 1-2 lần rồi, đây cũng hạ xuống 1-2 lần rồi, nhưng tuy nhiên thì nó còn rất là đẹp, đầy đủ phụ kiện, tất cả đều như mới đúng không ạ. Tiếp theo thì là cảm biến sau này, bô thì là bô đôi rồi đấy, bô thì bô đôi rồi anh chị nhé. Chúng ta vào đến phần nội thất xem một chút này. Mazda 6 2.5 này thì chạy rất là phê luôn, chạy rất là bốc, thì cũng như là rất là nhiều các cái option tính năng đầy đủ. Ghế của chiếc xe đối với phiên bản 2.5 tất cả thì là nội thất đen, nhưng mà viền ở đây thì đều là viền màu anh chị nhá. Đấy, màu hơi trắng trắng một chút này. Đấy, ghế còn rất là đẹp luôn này, không có sự hao mòn gì đâu. Cửa sổ trời, lá phong trần rất đẹp này. Đây, tất cả những cái phần mạ viền của chiếc xe thì đều là hợp kim nha anh chị nhá, đều là vân mạ hết này, rất là nổi bật cho chiếc xe, cả cái phần phía trong này tất cả đều là vân mạ hết, rất là nổi bật luôn. Xe thì không mất một phân keo chỉ nào đâu anh chị nhá. Bên em bán thì có cam kết bảo hành cho anh chị là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không gặp nước thủy kích, động cơ số của xe là nguyên bản, giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Ngoài ra thì người chủ cũng đã dán thêm cả độ thêm cả cái đèn led viền chạy theo cái phần vân cửa ở đây này, màu xanh trông rất là nổi bật luôn. Các cái núm ở đây thì cũng là mạ chrome hết anh chị nhá. Nhớ 2 vị trí ghế này, lên xuống kính đầy đủ, bơm ghế này đó, điều chỉnh hướng ghế 12 hướng nhá. Chúng ta vào đến phần nội thất của chiếc xe, phần vô lăng và cần số thì đối với Mazda 6 thì được trang bị rất nhiều tính năng, ví dụ như là cruise control này, tích hợp vô lăng đầy đủ này, vô lăng khâu da 100% này, cầm rất là sướng luôn. Rèm chắn nắng điện phía sau này, chế độ cân bằng điện tử này, cảm biến trước sau này, cảm biến lệch làn này, chế độ i stop này đó, rồi cũng như là đây lẫy gảy số trên vô lăng này, đây lẫy gảy số trên vô lăng anh chị nhé, đây là gảy số trên vô lăng này đấy, rồi cũng như là xe mới lăn bánh được có 2 vạn thôi. Màn hình giải trí 8 inch, có đầy đủ cả về đây có đầy đủ cả về Navimap này, kết nối các cái ứng dụng như Bluetooth này, xem được cả đĩa hình anh chị nhá, anh chị có thể xem đĩa hình thoải mái này đó. Rồi đây thì chúng ta có thể hắt kính HUD này đó, hiển thị cả về tốc độ và biển báo cho anh chị luôn. Để nổ start top này, điều hòa thì là điều hòa 2 vùng riêng biệt anh chị nhá. Củ số của em nó rất là đẹp luôn, đây củ số này em quay gần cho anh chị xem, tuyệt vời không ạ. Chế độ stop sport này, phanh tay điện tử này, và cụm điều khiển màn hình giải trí phía trên này, gương chống chói tự động này, cửa sổ trời đầy đủ này. Thực sự để nói là Mazda thì rất nhiều tính năng. Đây, loa giải trí bầu này, có cả về người chủ đã nâng cấp lên cho chiếc xe là loa súp rồi chị nhá, nghe nhạc thì tuyệt vời luôn. Thì chiếc Mazda 6 này thì bên em đang chào bán với mức giá là 795 triệu đồng, có hỗ trợ và có thương lượng cả về giá cho anh chị luôn. Hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe trong vòng từ 5 cho đến 7 năm mà anh chị không cần chứng minh thu nhập, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị từ A đến Z luôn, để anh chị yên tâm.
đến nhận xe và mua xe và chạy luôn. Đó, hồ sơ thì em cầm tay rồi. Thì mọi thông tin chi tiết về chiếc Mazda 6 này thì anh chị hãy vui lòng để lại comment cũng như là gọi điện trực tiếp đến số line trên màn hình của em là 0985337070. Em và Đức Duy, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị về chiếc Mazda 6 này, các cái thủ tục mua bán hay là chạy thử cảm nhận của em chiếc Mazda 6 này nhá. Một nữa cảm ơn anh chị đã quan tâm hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các video tiếp theo. Xin chào.